tỏa sáng sao đôi, mở ra một hành trình mới cho các cặp sao đôi. Vòng thử thách, một vòng thi hứa hẹn vô cùng hấp dẫn với những màn trình diễn đơn ca và song ca dành cho mỗi cặp sao đôi. Hãy đến với phần tranh tài của cặp sao đôi Nguyễn Kiều Anh, Xuân Nghi. Cũng tuyệt vời như vậy, nó quá chuyên nghiệp, nó nội lực và nó rất là thần thái, nó hay trong từng chữ một. Chị rất là ngạc nhiên khi cái diễn xuất của em rất là tốt và chị thực sự là rất thích phần biểu diễn của em hôm nay. Nó đặc biệt là nó rất là cảm xúc bởi vì mọi thứ nó rất là vừa vặn. Đón xem Tỏa Sáng Sao Đôi vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2021 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2021 trên truyền hình Vĩnh Long 2.